101天, ngày thứ 101. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Phát triển tốt lắm. Phát triển được mán hào đó. Phát triển tơ mán hào đó. Phát triển được mán hào đó. Phát triển được mán hào đó. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đâu có, chỉ biết nói một chút. Nà lì, chỉ huy suy y điển. Học tập lẫn nhau. Hù xiang xuế xí. Người bản địa Quế Lâm. Quế Lín bản địa nhân. Nếu bạn thời gian dài lưu lại Việt Nam. Nếu bạn thời gian lưu tại Việt Nam. Tìm thấy hội quán tam thế rồi. Tìm thấy san sư hội quán rồi. Đừng khách sáo với mình nữa. Bù yào zài gân wǒ kè qì lǎo. Biè zài gân wǒ kè qì lǎo. Hai vị xin đợi chút. Liáng wèi qǐng shào dèng. Chất lượng cũng không tệ. Chất lượng cũng không tệ. Cà phê trà xanh và cappuccino. Lü trà cà phê và cappuccino. Vị rất tốt, rất thơm. Vị đạo hẳn hảo, hẳn xiang. Chỉ lớn hơn mình 2 tuổi. Chỉ bí wǒ dà liǎng suì. Phát triển tốt lắm đấy. Phát triển được mán hào đấy.